một nhà thiết kế thời trang tại New York. Và sau đó khi mà suy nghĩ ngờ là bạn bầu người chồng sắp cưới của Anne về Việt Nam á, Chi Minh nghi ngờ là có thể là anh đang phản bội với một cô gái chân dài. So cổ phải chọn để về Việt Nam để điều tra ba tình nghi này, và chuyện nó sẽ xảy ra trong âm mưu dài góc nhọn. Vai diễn của Don cho phim Âm mưu dài góc nhọn là một chàng trai make up thấu hiểu tất cả mọi chuyện trong showbiz. Đặc biệt là chàng trai này rất dễ thương, có nghĩa là chàng trai này thuộc giới tính thứ ba, nhưng mà phim không có xoáy sâu về giới tính thứ ba lắm, chỉ là tính tình của chàng trai này là vui vẻ, nhí nhảnh, nhưng mà rất là đau đầu bởi vì cái cô em họ của mình là Kha Thi Uyên là từ Mỹ trở về Việt Nam để tìm cái hung thủ là cái con nào nó cướp chồng của nó. Thì biết bao nhiêu là cái trận chiến Kha Thi Uyên diễn ra thì bây giờ thằng anh họ đi hốt hết. Nói chung là một vai dễ thương, nhí nhảnh, nhưng mà được ăn mặc đẹp. Vai diễn của Phương Mai là vai Bảo Trang, một người mẫu ở vedette trong làng thời trang, và một người có tính cách rất mạnh mẽ, dữ dằn, một người phải nói là hơi độc ác một chút, và cô sẽ sẵn sàng loại bỏ bất kỳ người nào dám dẫm chân lên con đường danh vọng của cô. Phim Âm mưu dài góc nhọn là một trải nghiệm thời trang hết sức tuyệt vời dành cho Phương Mai. Mặc dù Phương Mai là một người mẫu cũng khá lâu năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Phương Mai có nhiều trải nghiệm đến như vậy với những bộ cánh hàng hiệu, với những bộ cánh đẹp nhất và tốt nhất được lựa chọn trên đất nước Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Trúc Diễm xin mến chào quý vị khán giả. Vai diễn của Trúc Diễm trong Âm mưu dài góc nhọn đó là một cô gái có cá tính khá là hiền lành và thân thiện, cô ấy tên là Hà My. Nhưng mà ở sau lưng Hà My đó là một tính cách rất là mạnh mẽ và cũng như rất là nhiều bí mật mà bản thân Hà My muốn che giấu. Và có lẽ đây là một nhân vật mang đến rất là nhiều ẩn số trong bộ phim này, và hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ đón xem nhân vật Hà My của Trúc Diễm cũng như ủng hộ cho Âm mưu dài góc nhọn. Bây giờ tất cả các bạn cũng đang thấy là mình đang ở buổi pre-mắt bộ phim Âm mưu dài góc nhọn. Thì vai diễn của Trung Nhi đó là vai diễn Mimi, một cô gái cá tính và có nhiều cái gọi là rất là dễ thương, rất là năng động và rất là tinh nghi. Thì mong là bộ phim Âm mưu dài góc nhọn, cái vai Mimi sẽ mang lại cho tất cả các bạn một cái hình tượng mới của Trung Nhi, và cũng mong là bộ phim sẽ tạo ra được nhiều tiếng cười cho khán giả. Khánh Nguyên xin chúc tất cả phụ nữ ở Việt Nam một ngày rất đẹp. Hy vọng là khán giả và phụ nữ sẽ đến xem phim Âm mưu dài góc nhọn để đến ủng hộ phim của chúng tôi. Cường có lời chúc là mong là toàn thể phụ nữ Việt Nam sẽ có một ngày phụ nữ thật là vui vẻ, hạnh phúc và là đạt được tất cả mọi điều mong muốn. Phương Mai chỉ có một điều rất nhỏ muốn gửi gắm đến tất cả chị em phụ nữ của người Việt Nam, đó chính là chúng ta hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, hãy tự tin vào bản thân mình. Luôn luôn tự tin bởi chúng ta là phụ nữ, bởi chúng ta là những người đẹp, bởi chúng ta là những người tốt nhất. Trúc Diễm xin gửi lời chúc đến toàn thể các chị em phụ nữ một ngày phụ nữ thật là ý nghĩa, thật là vui và hạnh phúc bên những người mà mình yêu thương. Và quan trọng nhất là hãy nhớ dẫn người mình yêu thương đi xem Âm mưu dài góc nhọn, vì đây là một bộ phim dành cho phái nữ. Chúc hết phụ nữ beautiful women, không có phụ nữ là không có đàn ông rồi, đúng không? Cái saying tiếng Anh là behind every successful man is a good woman, is a great woman. Nhưng là ở phía sau mỗi người đàn ông nào mà giỏi dàng mà giống như là successful, thành công á, là phải có một người phụ nữ là đẩy dùng, giúp dùng. Không có phụ nữ là coi như là đàn ông không có luôn á. Thiệt, có nói thiệt á. Chúc tất cả phụ nữ sẽ có những thời gian vui vẻ nhất, sức khỏe dồi dào nhất và thành công trong cuộc sống. Và đặc biệt là hãy đến rạp xem Âm mưu dài góc nhọn để biết phụ nữ mạnh mẽ như thế nào. Ly chúc cho những người phụ nữ xinh đẹp và tài năng của chúng ta luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Và các chị em phụ nữ hãy đừng quên đến xem bộ phim Âm mưu dài góc nhọn để có những giây phút giải trí thật là tuyệt vời nhé. Don cũng như là ekip sản xuất phim dành tặng bộ phim Âm mưu dài góc nhọn cho tất cả chị em phụ nữ. Các chị, các bạn hãy nhớ tới ủng hộ xem phim để biết sao, để vì phái yếu của mình đó là nói yếu vậy thôi mà thực sự không hề yếu một chút xíu nào hết. Nhớ nha, ủng hộ phim nha. Ngày mọi thứ như ta nằm mơ, buồn lo cậy đắng xa xôi.